À. Bác bật bọn cháu cái điều hòa đi ạ. Ngồi suốt từ nãy giờ nóng quá. Ông Bồng. Anh ơi, nhà mình từ trước đến nay không lắp điều hòa. Này, tôi nói cho anh biết nhé. Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất trong căn phòng này. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Vâng. Mai em sẽ cho lắp ngay.